nước em ơi. Vâng ạ. Mình quay sau thôi. Không ngấm nước rồi. Ờ, thế cậu răng nhất lại còn tốt không? Kém rồi, à, thế bác mách cho cái chỗ mà làm răng à. Ăn còn cứng hơn, tốt hơn răng cũ. Với cả hàm trên bác cũng làm thử rồi à. Giờ nhai xương thì thoải mái, chân gà nên rất là... Chứ còn ấy, mà cái răng cũ ấy thì nó rất yếu. Đó, đấy. Đấy. Nó chơi, nói chung là nó cũng nhẹ thôi. Đấy, nếu mà chỗ đắt nhất thì cái loại mà nó gọi là nó quảng cáo công nghệ thì tầm khoảng trên dưới 20 triệu một phát một cái. Thế còn cái loại ấy thì nó chỉ là tầm khoảng 12-15 triệu một chiếc. Là một chiếc thì là ổn rồi. Đó. Thế là sao để mình mua thịt ăn mông? Chú nhầm có thịt. Nhưng mà thấy có ra thế, chú nhầm là có thịt mà không ăn được. Mà ăn cứ chịu chạm nó phều phào. Đấy. Có chơi đâu? Đạo không gái gì. Đấy, mà ngoài cái răng không ăn được nhưng mà cố mà ăn vào còn ảnh hưởng đường ruột. Đấy. Thế nhưng mà rõ ràng là ăn mà nhai kỹ nó lâu rồi, đúng không? Cầy sâu tốt lúa đúng không? Thế mà ăn uống mà bình thường ấy thì cái đường ruột mình cũng ổn. Đấy. Thế nhiều cái tất nhiên rằng giá nó cao, còn cái kiểu ngày xưa mà làm cái kiểu hàng giả ấy, nó lúc nào nó không thua. Không, vệ sinh thì cố gắng là vệ sinh hàng bữa hàng ngày thì cũng được thôi. Thế nhưng mà cái chính là cái hiệu quả nó không cao, nó chịu chậm, còn nói về nhai xương không nhai được. Đấy, gọi là có cái động tác gọi là nhét nó bẩn thì được. Thì tất cả như chủ yếu là răng bây giờ ăn ngon hay là ăn cái gì cũng là phải nói là nó đầu răng ra nó đầu như bác này, gần như không hiểu sao cái hàm dưới thì không sao, nhưng gần như toàn bộ cái hàm trên tức là gì là đều đi hệ sớm rồi. Chứng tỏ là cái hàm trên là giải thích là cái hàm trên là răng nó treo. Cái đấy cũng có thể là có lý. Dưới này đẩy lên mặt có không? Nhưng mà vì may là nó cứ rơi dần và nó kém dần. Thế xong mình mới xử lý từng thằng một, hoặc là cùng lắm có lúc thì cao nhất điểm nhất thì mới hai cái liền. Đó. Mà nó ra thì này, một cái là tự nhiên là nó cứ theo nhau. Không, nếu mà mình xử lý ngay ấy thì nó cũng còn ổn. Chứ mà mình mà để chậm ấy thì cái thằng bên cạnh nó gần không có điểm tựa lẫn nhau. Thì nó lại yếu, nó lại chóng xuống dốc. Đó. Vì là mình đã không bảo quản từ ngày bé rồi mà đến lúc ngày xưa ấy, cái thời mà thuốc men này uống tetracycline rồi ngọn kia là nó cũng kém.